hỏi: Chúng con nên học làm sao? Tụng niệm kinh, chú gì? Hay tu pháp môn nào thì mau thành Phật nhất? Đáp: Thì quý vị tụng kinh không nổi nóng, tụng kinh không phát cáo và tụng kinh không chửi mắng người. Tụng 3 thứ kinh này thì rất mau thành Phật đấy. Hỏi: Phải chăng thật là có âm hồn nhập vào người? Đáp: Con nên hỏi người nào mà bị âm hồn nhập đi. Tôi không có bị âm hồn nhập qua. Mà dầu cho tôi có biết đi nữa, tôi cũng không nói về chuyện này đâu. Hỏi: Xin hỏi, lúc ban đầu động cơ gì thúc đẩy hòa thượng xuất gia? Đáp: Chuyện tôi xuất gia mà Chúa hỏi để làm gì? Chúa muốn đào bới căn gốc của tôi à? Tôi đã không có gốc rễ từ lâu rồi. Hỏi: Câu hỏi thứ hai là vì sao mà pháp danh của Ngài là Thượng Tuyên Hạ Hóa? Đáp: Đấy là tên của tôi. Chú muốn biết để làm gì? Là quỷ địa ngục đó. Hỏi: Trên thế giới này có rất nhiều sự việc, nếu mình không tranh, không giành thì sẽ không được gì cả. Nhưng sư phụ nói là nên không tranh, không tham, không cầu. Vậy rốt cuộc thì con nên thủ xả như thế nào? Đáp: Khi đến giờ ăn cơm thì quý vị nên ăn, không phải là giờ ăn thì không nên ăn. Hỏi: Xin hỏi, muốn xuất gia thì cần có điều kiện gì? Đáp: Xuất gia thì đâu có điều kiện gì, chỉ cần tinh tấn dũng mãnh, đừng lười biếng, đừng ăn no rồi chờ chết, đừng phan duyên, đừng từ sáng đến tối cứ chờ đợi người ta đến cúng dường. Đó là điều kiện để xuất gia đấy. Hỏi: Tại sao thân thể con lại mang bệnh trường kỳ không được khỏe mạnh? Con nên làm sao đây? Đáp: Vì kiếp trước con đã sát sanh quá nhiều, cho nên thân thể mới không mạnh khỏe được. Hỏi: Thế nào gọi là giới luật? Đáp: Là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Quý vị đừng có tìm giới luật đây trong sách giới luật, vì chuyện này ai cũng làm được, người người đều có thể thực hành. Hỏi: Chúng ta nên trả nợ như thế nào? Đáp: Hồi hướng công đức mà mình đã làm cho các quan gia, chủ nợ, để nguyện cho họ khi cảm thọ được những công đức, tất sẽ ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử, không được mắc nợ mà không chịu trả. Hỏi: Ngoài việc cạo tóc, ăn chay, tu hành, còn có biểu hiện nào khác để thành Phật ngay ở đời này không? Đáp: Người ta có cảm giác cao độ khi hút thuốc phiện, nhưng một khi thành nghiện rồi thì rất khổ sở, khó chịu. Muốn thành Phật, phải chân thì đạp đất, lập thân vững vàng, thật sự mà làm. Chứ có tính việc đầu tư thủ lợi thì quá sai lầm đi. Hỏi: Trong tương lai vị cứu tinh của Trung Quốc có phải là Phật tử không? Đáp: Đã nói là cứu tinh, cho nên dù không phải là Phật tử thì cũng như là Phật tử vậy. Bởi vì họ cứu giúp cho nhân loại thoát khổ được an vui. Nếu như họ không phải là vị cứu tinh thật sự, thì dù họ là Phật tử cũng kể như không phải là Phật tử. Hỏi: Tại sao Phật tử hiện nay không hiểu được chánh pháp mà cứ liều mạng đi cầu thần thông? Vì sao đa số Phật tử hiện nay lại ngày càng ham thích tiền bạc? Đáp: Bởi vì hiện nay người ta đều đã bị trúng độc của tiền. Hỏi: Ngày 26 tháng 10, hãng hàng không Trung Hoa bị rớt máy bay. Xin hỏi, sư phụ có biết trước được sự việc này không? Chúng con nên làm sao để tránh nạn? Đáp: Chú nên tự hỏi mình trước, chú biết hay không biết. Nếu chú biết thì người khác cũng biết. Nếu chú không biết thì tại sao lại muốn người ta biết hả? Hỏi: Đã được nghe pháp rồi mà con vẫn chưa có thể phát tâm thọ giới, lại thường phạm tội sát sanh. Vậy con nên phát tâm như thế nào thì tâm đạo của con mới được kiên cố? mới có thể sám hối tội nghiệp sát sanh từ lúc trước. Đáp: những chuyện ngày xưa dường như đã chết mất từ hồi hôm qua rồi, còn chuyện sau này thì dường như mới sinh ra hôm nay. Nếu con có thể cố gắng sửa đổi lỗi lầm để làm lại đời mới, thì đó chính là bước thứ nhất vậy. Hỏi: hiện nay dân chúng trong nước đồng lòng lên tiếng muốn những người già hạ đài xuống chức. Đáp: gừng già thì cay, người già thì đáng giá. Chỉ cần thân thể họ vẫn còn khỏe mạnh thì tại sao lại muốn họ thoái chức toàn bộ chứ? Ha ha ha,